Đúng là đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi thế giới, trong đó có Việt Nam. Cũng như các quốc gia khác, Việt Nam đã trải qua 4 làn sóng dịch và cũng đang chuẩn bị mọi tinh thần và lực lượng để đối diện với làn sóng dịch tiếp theo, trước hết là đối diện với biến thể Omicron. Song không phải vì tập trung cho nhiệm vụ phòng và chống dịch COVID-19 mà lãng quên nhiệm vụ đấu tranh chống tham nhũng. Lịch sử cách mạng từ khi có đảng lãnh đạo cho thấy rằng, ở vào những điều kiện cụ thể khác nhau, công tác phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham ô, tham nhũng có thể đậm nhạt khác nhau, song đảng luôn nhất quán chủ trương thường xuyên phòng và đấu tranh chống tham nhũng để xây dựng đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, đảm bảo vai trò tiền phong của đảng. Sự thật là vậy và sự thật này bác bỏ sự xuyên tạc của GB Nguyễn Hữu Vinh khi tung lên mạng xã hội bài viết hơn cả COVID-19. Trong 2 năm qua, khi đối diện cùng đại dịch COVID-19, đâu đó có thể còn có sự lo sợ, lúng túng và hoảng vì sự diễn tiến của dịch quá nhanh, hệ thống y tế vùng tâm dịch gần như quá tải. Hơn nữa, sự thiếu hụt nguồn nhân lực y tế, các thiết bị y tế chuyên dụng để điều trị COVID-19, thậm chí cả lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho đội ngũ nhân viên y tế, cho người dân đã không còn là hiện tượng đơn lẻ. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ của đồng bào cả nước, sự góp sức của những chiến sĩ áo trắng mọi miền tổ quốc chi viện cho vùng dịch cùng sự góp sức của những người lính bộ đội Cụ Hồ, những người chiến sĩ công an nhân dân, thì khó khăn, bất cập ở vùng tâm dịch đã từng bước được khắc phục. Bởi rằng, cùng với việc phòng và chống dịch COVID-19, thì đâu đó vẫn có những cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất và đi liền cùng đó là có những tiêu cực đã được chỉ ra. Việc các cơ quan chức năng đã và đang điều tra, xử lý nghiêm minh theo pháp luật các tổ chức và cá nhân, trong đó có công ty Việt Á và các cơ quan hữu quan liên quan đến việc mua sản phẩm với giá cao cho thấy tham nhũng và tiêu cực vẫn đang là vấn nạn. Cùng với đó, việc những quan chức cấp cao đã lạm dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích cho cá nhân nên đã phải đứng trước vảnh móng ngựa. Rõ ràng là các hành vi tham nhũng và tiêu cực trong lĩnh vực nào cũng vậy đều làm mất đi sự trong sạch của bộ máy đảng và nhà nước, đều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, phẩm chất đạo đức và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời làm suy giảm niềm tin của nhân dân với đảng, nhà nước. Vì thế, càng khó khăn thử thách, đảng càng phải đẩy mạnh công tác phòng và đấu tranh chống tham nhũng gắn liền với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng. Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo cách mạng là bởi đảng đã khẳng định được vai trò tiền phong, lãnh đạo của mình, là bởi sự tôn vinh, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân, là bởi sự thừa nhận của các chính đảng khác như Đảng Dân Chủ, Đảng Xã Hội. Và đương nhiên, đó không phải là căn nguyên dẫn đến tham nhũng. Tất cả có nguồn gốc từ loại virus gốc là virus mang tên Cộng sản của GB Nguyễn Hữu Vinh mới, chính là loại virus nguy hiểm, gây rối lòng dân và rất cần có loại thuốc đặc trị hữu hiệu để phòng ngừa và điều trị.